Tôi thú thực ấy là tôi rất nhiều đêm, anh Thẩm Dương ạ, tôi lên mạng, tôi xem anh giảng như thế nào. Tôi là học trò của anh. Cái sự tương tác hay là trong vấn đề làm việc cam kết đúng không? Tương tác là cái phối hợp làm một nhóm. Đúng không? Hay cam kết là thời gian thì họ không chú trọng. Đấy, nửa nữa. Tức là mọi cái yếu tố nó khiến cho cái việc mà đi học xong về là thường là cất đầu giường, có mang đến thì không hiệu quả. Đấy chính là doanh nghiệp. Bây giờ nếu như muốn thành công trong cái lĩnh vực, đặc biệt là hoạt động doanh nghiệp này, thì người ta cần phải nhiều người. Họ có thể có một cá nhân làm nên. Đúng rồi, một cá nhân là cần. Đó, vấn đề chính là cái điểm yếu của cái doanh nghiệp Việt mình nó nằm ở đây. Thì như phân tích một vấn đề gì đó, nó cần phân tích 5 vấn đề thì mà mình tìm được có 3 vấn đề. Mình nghĩ cái đó là hồn, tại mình đau đầu mình không suy nghĩ ra. Nhưng mà nếu có anh em góp ý thêm, phân tích thêm. Cũng như mình nói, như là đi học thì có một mình. Nói người không học thì mình không biết. Chính xác là nếu mà mình về mà mình nói với nhân viên của mình ấy, thì là làm chưa được trả bằng tiền buổi học. Bây giờ anh phải làm sao cho cái nhân viên mình cùng đi. Đấy, để nó hiểu được. Nhiều khi là mình nói với nhân viên mình họ cũng đâu có hiểu như là cái cách mà hiểu khi đại học với thầy đâu. Ví dụ như nhiều khi mình đều trên điện thoại và nhiều khi không hiểu đâu. Cái đó thật ra mình phải chắc lọc, mình không bắt người ta áp đặt, nhưng mà tùy tình huống người ta sẽ diễn ra mình phân tích thì người ta mới mất. Không cần bắt áp đặt người ta, tức là gì chưa xảy ra mà bắt người ta học là không bao giờ thành công. Cái việc nó sẽ sắp diễn ra mình dự phòng trước được, xảy ra rồi mình chỉnh sửa. Mình có kiến thức, mình khi mình diễn đạt cái kiến thức ngay thì người ta sẽ lọc thì người ta mới hiệu quả được. Vấn đề này nếu như phải để quay trở lại cái bài giảng của tiến sĩ Lê Đình Dương này, cái đoạn là trước khi thường xuyên thì vào là thường hay có cái câu là đầu tiên là chúng ta phải gạt sự khác biệt là gì, là theo một hệ quy chiếu hết đấy. Tức là ông đến từ vùng miền khác nhau, hệ quy chiếu nó khác nhau. Vấn đề bây giờ là phải thống nhất một cái hệ đó thì lúc ấy giải quyết được vấn đề. Lúc ấy, mình nói đi, nó hiểu theo cách của nó. Thế vậy thì cái vấn đề chung mục tiêu là phát triển doanh nghiệp, cho nên là gạt sự khác biệt sang một bên. Đấy là cái mấu chốt nếu giải quyết được cái chỗ này. Thế giờ ở đây này như Giám đốc Liêu nói là cái cách đó cũng là những vấn đề tại sao mình nghe thì hiểu, nhưng về nó không hiểu là bởi vì nó không được học. Tất nhiên đúng rồi. Thì vấn đề đấy, những học bài rồi thì không áp dụng được. Thế cũng lại là một vấn đề. Thì chính là cái mà người đã cái nút thắt nó chính là cái chỗ đấy. Tức là bây giờ là phải thống nhất quan điểm. Còn như Trọng nói vấn đề là ở đây là các cái phương pháp trong vấn đề về khi học xong đưa về và áp dụng tại sao không thành. Bây giờ phải tháo từng bước một, không bộ vàng. Anh nói ví dụ ngay như trong ngày anh đang muốn áp dụng đây. Anh áp dụng là gì? Cái thời buổi này là thời buổi công nghiệp. Vậy thì trong làm việc là người ta phải cam kết về thời gian, về tiến độ. Nhưng mà cái đơn vị bạn mình họ không cam kết mình. Mặc dù có ký hợp đồng, người ta vẫn cứ cái văn hóa của họ là gì? Không chắc chắn được. Người ta từ từ. Cái phần tin không có được nhiều. Đúng rồi, mình đang cố gắng, mình chạy. Giờ có thằng nó cứ líu mình ạ. Mình cần 4 thành phần để làm cho yếu tố này đúng, cái sản phẩm này đúng thời hạn. 4 thành phần. Mà giờ có 2 thành phần nó ok, 2 thành phần kia không biết ngày nào xong. Thì cũng khó mà... Vậy nha, anh phân phối đúng không? Anh làm phân phối này. Anh phân phối thì anh phải đáp ứng được cái mong của cái doanh nghiệp này. Cái doanh nghiệp ngỏ là những doanh nghiệp Việt Nam hiện tại đang đó là gì? Là trong cái được quản trị là không có tính chuyên nghiệp như doanh nghiệp FDI, họ chuyên nghiệp lắm. Tức là họ chuẩn bị về mọi yếu tố rất là gọn, từ phòng vật tư cho đến là kế hoạch, họ có chiến lược dự phòng trước khi người ta gọi cái gì đó là người ta gọi có thời gian cho mình chuẩn bị. Còn doanh nghiệp trong nước mình là gì, cứ đến đâu thì mình giải quyết đến đấy. Cần gọi có đúng, cần là gọi và gọi ngay là phải có ngay. Thế vậy thì bây giờ mình muốn tồn tại và phát triển được ở cái thành phố Hồ Chí Minh này như mình hiện tại là đang phải làm những đó, có nghĩa là phải đáp ứng cái không ai cho mình. Thế thì bây giờ cái đơn vị mình là họ là nhà sản xuất, họ cung ứng cho mình và tôi là nhà phân phối, anh là nhà sản xuất, tôi gọi anh thì bây giờ anh phải đáp ứng cho tôi để tôi đáp ứng cho tôi. Cuối cùng đó là những nhà họ có nhu cầu cầu thực sự. Bây giờ họ lại bảo mình là phải bảo họ là thay đổi. Còn bây giờ
mình làm phân phối mình là không cho họ những cái họ cần những thời điểm. Mình có cái hình vuông đó. Để mình gì? Đúng rồi, để mình. Mình có được cái giá trị gia tăng đó là gì? Họ sẽ đặt chặt cho mình cái phí dịch vụ đó và cái sự đáp ứng đó. Cái tiền nó không phải là cái giá trị của cái sản phẩm như thế mình đã chia sẻ, mà đó là dịch vụ của nó. Nó là cộng thêm đó. Ừ, là dịch vụ của nó, người ta sẽ thỏa mãn được sự hài lòng, người ta sẽ làm. Thì người ta này, mấy ông sản xuất, ông có thương hiệu, ông bảo là phải thay đổi. Nhưng thay đổi hành vi của khách hàng. Bảo bây giờ anh em phải nói vuông với nhau này. Em sợ là chưa kịp thay đổi khách hàng thì người ta thay anh mất rồi. Thì làm sao mình thay đổi được, mình tiến bộ được. Đúng không? Vậy thì bây giờ trước mắt nó mâu thuẫn với nhau. Mà giữa cái vấn đề học trên lý thuyết và vấn đề đi làm thực tiễn. Mày của thầy đó là nguyên lý. Đó là công thức, đó là giá trị cốt lõi. Mà nếu như không có nó khó có thể thành được. Nhưng mà nếu đem áp dụng như thầy Dương cái gì trẻ, ông áp dụng tiến sĩ ở đâu ông mang về Việt Nam, nếu không hiểu cái văn hóa Việt Nam này thì cũng vứt. Xong rồi ông này bảo là tại cái thị trường, tại cái văn hóa mà người nó khốn thế, chứ không phải tại mình. Và cái thằng mình đúng là cái thằng khốn nạn. Đúng như thầy Dương chia sẻ là thực sản phải vượt, thắng được chính mình thì doanh nghiệp Việt mình có cơ hội, không có bị thua trên sân nhà là cái điều chắc chắn. Các bạn thấy những chiến thắng của bản thân mình. Ví dụ như bây giờ trong cái kêu là kế hoạch, em đang nói kế hoạch đó. Như trong công ty dụ cho nhân viên hay nha, muốn gặp nó đúng không, mail trước 3 giờ chiều nay gặp, sáng mail hoặc là mail buổi trước. Bạn bè cũng có thói quen uống cà phê ở tháng thứ 7 này mình uống cà phê nha, mình nói trước thì tiền tùm cũng phải báo trước, bất cứ cái gì cũng phải báo trước. Nó cái đó là sắp xếp đó, dù cho anh là giám đốc công ty, anh muốn hợp với em nó vậy, nó có sự công việc đó, nó mới có sự chuẩn bị, chứ không phải là cứ cái đó như là họ cứ kêu như vậy, nó không chuyên nghiệp. Không chuyên nghiệp là một cái giờ giấc kế toán hoặc là nhân viên đấy. Ví dụ người ta đang xử lý cái công việc của người ta, nhưng mà mình tự nhiên mình đâu mình về em hôm nay như thế này. Dạ, cái đó là mình dở, mình thiếu kế hoạch, mình thiếu kế hoạch trước, mình thiếu kế hoạch trước, mình đối ứng kiểu nhất thời thôi chứ. Nhưng mà vợ đâu nói đây, ví dụ như như anh Thiên nói á, giống như bố này ngon đóng lên trời ấy. Như anh Thiên nói là doanh nghiệp người ta cần phải có liền, nhưng mà đối với bản thân mình là doanh nghiệp mình đừng bắt chước giống người ta. Đúng rồi, tất nhiên phải có kế hoạch, đúng rồi, phải có thời gian, đúng rồi, ở đây là mình hiểu. Bây giờ cái ví dụ như dòng nhớ này tuần sau phải có, nhưng trong tuần sau cho nó liên lạc rồi cứ từ từ đến tới cầm với nhau, đúng rồi, sinh ra nó là cái gì, đúng rồi. Ở đây là mình hiểu được cái hành vi của khách hàng đấy, văn hóa và hành vi tiêu dùng đấy, mình hiểu được. Để trước mắt mình không thể đủ lớn để thay đổi hành vi người được, mà bản thân mình phải thay đổi mình để cho nó phù hợp. Giám đốc về ngoài Bắc thì giám đốc đã thấy rồi, giám đốc Yên thấy là cái sự khác biệt giữa văn hóa người vùng miền nào thấy khác không đó. Thế vậy thì nếu mình áp theo cái lối trong này là bảo đảm mình thất bại ngay. Thất bại ngay. Đấy. Không có gì phải bàn cãi. Mình đưa từ cái tư duy hoặc là từ cái phong cách người miền Nam ra ngoài đấy mà áp dụng liền là thất bại rồi đấy. Sai ngay. Hỏng luôn. Mình tìm hiểu 3 tháng rồi mình quyết định. Tôi thú thực ấy là tôi rất nhiều đêm, anh Thẩm Dương ạ, tôi lên mạng tôi xem anh giảng như thế nào. Tôi là học trò của anh ấy.